Xin chào các bạn. Vào đêm ngày 16 tháng 4 vừa qua, đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai máy bay tại sân bay quốc tế Đào Viên. Đây là sân bay chính của Đài Loan. Và điều trùng hợp là cả hai chiếc máy bay này đều thuộc hãng hàng không EVA Air và đều mới bay từ Việt Nam về Đài Loan. Cụ thể là trong khi đang được xe lai dắt kéo đi, đầu mút cánh hay còn gọi là winglets của chiếc Airbus A321 mang số đăng bạ B16227 đã va chạm với phần đầu của một chiếc Boeing 777-300ER mang số đăng bạ B16740. Hậu quả là phần đầu của chiếc Boeing 777-300ER đã bị chém một nhát sâu vào vỏ máy bay. Và dĩ nhiên là winglets của chiếc Airbus A321 cũng sẽ bị hư hỏng nặng. Theo tuyên bố của hãng hàng không EVA Air, thì nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lỗi của nhân viên điều khiển xe lai dắt. Và hiện tại người này đã bị đình chỉ công việc để điều tra. Một điều trùng hợp là cả hai chiếc máy bay này đều mới trở về từ Việt Nam. Chiếc Airbus A321 mang số đăng bạ B16227 mới trở về từ Hà Nội. Còn chiếc Boeing 777-300ER mang số đăng bạ B16740 mới trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vụ va chạm này không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về kinh tế là khá lớn. Phần đầu của chiếc Boeing 777-300ER bị hư hại khá nặng. Và cả hai chiếc máy bay này sẽ phải nằm sân một thời gian để sửa chữa, thay thế và kiểm tra trước khi trở lại bầu trời. Thực tế là va chạm giữa hai máy bay trong bãi đỗ là không hề hiếm gặp. Vào năm 2021 thì hai chiếc máy bay của hãng Bamboo Airways đã va chạm khi một chiếc Airbus A321neo đang được đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành. Và cũng trong năm 2021 thì hai chiếc máy bay của hãng Vietjet Air đã va chạm làm hỏng winglets khi một chiếc đang chạy taxi vào bãi đỗ và va chạm với chiếc còn lại đang đậu sẵn. Còn bây giờ mời các bạn cùng quan sát cận cảnh hai chiếc máy bay của hãng EVA Air vừa va chạm với nhau ở sân bay Đào Viên. Đây là pha hạ cánh của chiếc Boeing 777-300ER mang số đăng bạ B16740. Còn đây là lúc chiếc B16740 tiến vào bãi đỗ ở nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Chiếc Boeing 777-300ER này có tuổi đời 5,6 năm tuổi, còn khá mới. Còn đây là pha hạ cánh của chiếc Airbus A321 của hãng EVA Air. Máy bay mang số đăng bạ B16227. Chiếc Airbus A321 này có tuổi đời 6,5 năm tuổi, cũng còn khá mới. Máy bay sử dụng hai động cơ CFM56. Tuy nhiên winglet của nó là winglet kiểu mới, giống ở dòng Airbus A321neo. Winglet kiểu mới này dài hơn, nên vết chém lên đầu chiếc Boeing 777-300ER cũng lớn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.